Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ bật cái tính năng sạc ngược không dây ở trên những cái dòng máy điện thoại Android của Xiaomi hoặc là của Samsung. Thì trên hầu hết những cái dòng máy điện thoại Android đều cho phép chúng ta có một tính năng đó là sạc không dây. Và vì nó có tính năng sạc không dây cho nên là các bạn có thể sử dụng luôn cái tính năng sạc ngược không dây. Có nghĩa là các bạn sẽ biến chiếc điện thoại của các bạn thành một cái cục sạc dự phòng và các bạn chỉ cần sử dụng một chiếc điện thoại khác đang hết pin và đặt ngược lên mặt lưng của điện thoại. Thì lúc này chiếc điện thoại các bạn nó sẽ giống như một cục sạc dự phòng, nó sẽ sạc cho thiết bị khác ở phía sau mặt lưng. Tuy nhiên thì mặc định thì được trang bị, tuy nhiên thì các hãng hầu như sẽ không kích hoạt cái tính năng này sẵn, mà nếu như các bạn muốn sử dụng thì chúng ta cần phải bật lên. Và trên những dòng máy điện thoại Xiaomi thì các bạn chỉ cần vào cái phần cài đặt cho mình, các bạn tìm đến cái mục là pin và hiệu suất hoặc là pin đó, thì các bạn sẽ kéo lên ở đây, các bạn chuyển sang phần cài đặt pin và nó sẽ có cái mục là sạc không dây. Thì đối với những cái dòng điện thoại Android tùy vào những cái hãng khác nhau cũng như là những cái bản ROM khác nhau thì nó sẽ để cái phần này, nó có thể là nó sẽ hơi khác một chút. Nếu như mà các bạn có thể là làm theo video của mình và thấy nó hơi khác một chút thì các bạn sẽ chịu khó tìm cái phần là sạc không dây nha. Chủ yếu là nó vẫn sẽ nằm trong cái mục là pin, các bạn sẽ vào đấy để tìm và các bạn bật cái tính năng này lên đó, và các bạn có thể là giới hạn được cái thời gian sạc pin, ví dụ như là nó sẽ dừng sạc không dây khi pin của thiết bị đạt khoảng 30%, 40% và tối đa đây là sẽ là 90% nha. Tất nhiên là sẽ không ai để cái phần pin này nó cao như vậy, các bạn chỉ cần nên để ở cái khoảng là khoảng 30% là hợp lý. Bởi vì cái tính năng này suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một cái tính năng để chúng ta có thể là chữa cháy trong trường hợp là chúng ta không có những cái nguồn sạc ổn định hơn mà chúng ta cần phải khẩn cấp phải sử dụng đến điện thoại thì chúng ta mới sử dụng cái tính năng này. Bởi vì là mặc định cái tính năng sạc ngược không dây này thì cái tốc độ nó đã rất chậm và nó sẽ làm cho hai thiết bị cùng cực kỳ nóng. Và như vậy thì nó sẽ làm cho cái pin của các bạn nó sẽ nhanh hết hơn. Thì đây chỉ là một tính năng chữa cháy thôi, cho nên là các bạn có thể là bật lên và sử dụng những cái tình huống khẩn cấp như là chúng ta đi du lịch mà chúng ta không có đem theo cục sạc dự phòng, hoặc là không có đem theo cục sạc, hoặc là chúng ta tới những cái nơi mà không có cái nguồn sạc và ngay lập tức thì các bạn có thể là kích hoạt cái tính năng này và sử dụng nha. Và rồi, như vậy là trên đây là mình vừa hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ kích hoạt cái tính năng sạc ngược không dây ở trên những cái dòng máy điện thoại Android, cụ thể là của Xiaomi hoặc là của Samsung, thì các bạn đều có thể là bật cái tính năng này và sử dụng nha.